Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thời gian ghi danh sẽ kết thúc sớm, khám phá sự khác biệt với Brand New Day. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang tường trình đến tin cập nhật của cảnh sát Utah sau khi họ đã xác định một người chết ở trong một cái tủ lạnh, và tủ lạnh này ở trong một căn chung cư của một phụ nữ. Chuyện gì đã xảy ra? Cảnh sát cho biết vào ngày 22 tháng 11 họ nhận được 911 báo là với người nhà nói rằng tôi đã tìm cách liên lạc với mẹ tôi hoặc là bà nội của tôi một thời gian dài mà không thấy. Nhờ cảnh sát đến gọi là welfare check, thưa quý vị, đến để kiểm tra. Và khi họ vào thì họ thấy bà cụ 75 tuổi, bà tên là Jean Sorun Mathurst, đã qua đời trên cái xe lăn của bà. Và thì cảnh sát đang làm thủ tục để mà tìm hiểu xem bà chết như thế nào và đưa vào trong nhà xác. Thì họ mới lục chung quanh, thì họ mới mở cái tủ lạnh ra và họ thấy cái xác của ông này nó rơi từ trong tủ lạnh rơi ra ngoài. Và sau khi tiến trình rào nghiệm tử thi, họ đã xác định ông này ông đã chết từ 2009. Và vì lý do nào bà giấu xác vào đây? Sở cảnh sát hiện nay đang liên lạc với an sinh xã hội và cơ quan của cựu chiến binh Hoa Kỳ. Và họ nghi ngờ, và vì theo cái hồ sơ, trong suốt 10 năm trời, lý do mà bà giữ xác ổng trong cái tủ lạnh đó, bà muốn tiếp tục nhận tiền an sinh xã hội và tiền của cựu chiến binh Hoa Kỳ. Ông này là một cựu chiến binh và đang lãnh tiền trợ cấp qua hai cái chắc lận. Mà nếu để ổng tên tuổi của ổng ra ngoài đó. Và có một điểm đặc biệt đó, thưa quý vị, gia đình này con cháu như thế nào đó mà không liên lạc với ông Mather trong suốt thời gian 10 năm trời ổng chết. Dường như cái đời sống của bà này bà cố gắng biệt lập, không để muốn cho ai biết cả, cho đến khi bà qua đời. Câu hỏi đặt, cảnh sát cũng đang tìm hiểu xem vào thời điểm đó, lúc đó bà bao nhiêu, 65 tuổi, bà chưa ngồi xe lăn vào lúc đó, thì họ nghĩ rằng bà có đủ sức, bởi vì ông này cũng không phải là người lớn con, ốm nhỏ con, cho nên bà đủ sức để bà kéo cái xác ông này nhét vào trong cái tủ lạnh và giữ cho cái tủ lạnh này tiếp tục làm việc cho đến giờ này. Và cái điểm đặc biệt đó, Thảo Yên, cảnh sát không chưa biết là cái xác của ông này đã bị thiêu hủy như thế nào, nhưng mà họ nói cái tủ lạnh vẫn còn làm việc. Cho nên không có ai mà tủ lạnh bị hư để mà bà kêu người tới đây để sửa cái tủ lạnh. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó cảnh sát ở tại Florida trong tuần này cho biết là họ vừa sau khi mà vừa hoàn tất một cái chiến dịch truy quét mại dâm đó ở quận Polk County của Florida, thì họ bắt được hơn 100 mấy chục người, mà ngạc nhiên thay, trong đó có một người nổi tiếng, thưa quý vị. Đây là ông người golfer, là chơi đánh golf. Ông này, nhưng mà ông chơi là professional, thưa quý vị, nghĩa là đã từng thắng những cái giải quốc tế đó. Đây là Tommy Gaynor. Thì cảnh sát nói rằng, không biết sao cảnh sát ở Florida rất hay thực hiện những cái chiến dịch truy quét mại dâm. Quý vị cũng nhớ cách đây 2-3 tháng, ông tỷ phú chủ một đội banh nào đó cũng bị bắt. Bây giờ thêm một người nổi tiếng nữa, thưa quý vị. Thì cảnh sát họ nói là cái chiến dịch này của họ kéo dài trong 6 ngày. Nó gọi là Operation Santa's Naughty List, là đi bắt những kẻ hư hỏng ở trong mùa Giáng sinh. Trai hư. Thì cảnh sát nói rằng họ bắt được 53 người là gái mại dâm, 46 người là môi giới mại dâm, rồi 72 người là đi mua dâm, thưa quý vị. Mà trong 72 người đó là có ông này. Thì cảnh sát nói rằng ông này ổng có mặt ở Florida mà vào cái đêm hôm thứ và vào sáng ngày thứ bảy tuần trước, để ngày chủ nhật ổng tham gia vào một cái cuộc thi đấu, thì chiều tối hôm đó ổng đi mua dâm.
Và nhưng mà bị bắt thì qua ngày Chủ nhật ông không có thể nào mà tham dự được cái trận đấu sáng ngày hôm đó thưa quý vị. Lần đầu tiên. Trong khi đó ở tại Houston, Texas, cảnh sát vừa bắt được một tên mà vụ này cũng tội nghiệp lắm. Chúng ta nhớ là mới ngày hôm qua chúng tôi loan tin về một nữ phó cảnh sát quận Los Angeles đã bị xe đụng, mà đến giờ phút này cô vẫn còn sống và đang chuẩn bị hy vọng là cử động tay chân nói chuyện được với gia đình rồi. Nhưng mà riêng với một nữ cảnh sát ở Houston thì tình trạng nó tệ hại hơn nhiều. Bản tin đây là tên Killer Dre. Hắn là một rapper mới có 21 tuổi thôi, đang trên đường đi lên nổi tiếng. Cũng có cả một video làm ở trên YouTube nữa. Và đây là đoạn video của tên Killer Dre này. Thế nhưng mặc dù mới 21 tuổi nhưng mà đời sống của tên này rất là bạo động. Và hắn cũng là một cái kẻ mà bạo hành trong gia đình nữa. Năm 2018 và cho đến giờ phút này hắn vẫn còn phải ra tòa về cái tội bị truy tố là bóp cổ người bạn gái của mình xém chết và đã từng đe dọa là sẽ bắn chết người bạn gái của mình. Vào tháng 7 vừa rồi hắn vẫn còn bị tòa đưa ra tiền tại ngoại hầu tra và đã đóng tiền tại ngoại hầu tra chuẩn bị để mà ra tòa trở lại. Thế nhưng vào hôm thứ 3 vừa rồi lại xảy ra một cái tình trạng bạo hành trong gia đình. Cảnh sát đã chạy đến và trong đó có một người nữ cảnh sát 16 năm phục vụ cho sở cảnh sát Houston, bà Sullivan, 43 tuổi. Trong lúc còng tay tên này thì tên này đẩy bà ra tháo chạy. Thì hắn chạy ra, hắn nhảy lên trên chiếc xe truck của hắn. Bà này mới chạy ra đứng chặn cái chiếc xe truck lại và chiếc tên này không ngừng lại mà chạy qua luôn. Oh, wow. Đẩy cán lên người của bà. Bà Sullivan chết ngay tại chỗ và sau đó hắn đã trốn cho tới ngày hôm qua. Cảnh sát nhận được tin báo và đã chặn được chiếc xe, bắt được tên Killer Dre. Thì hắn hiện nay đang đương đầu với hai tội danh. Thứ nhất đó là những cái tội đã vi phạm lệnh quản thúc. Thứ hai là tội giết người. Nhưng mà ngày hôm nay cảnh sát cho biết thêm, phe công tố sẽ đưa cái án này lên không phải là hình sự cấp 1, giết người cấp 1 mà trở thành giết người cảnh sát, và điều đó có nghĩa là mang án tử hình thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, trong khi đó cảnh sát ở tại El Segundo cho biết là họ đang truy tìm một tên đàn ông có những cái hành vi biến thái khi mà đi theo quấy rối những bé gái dưới tuổi vị thành niên thưa quý vị. Thì đây là hình ảnh cảnh sát đưa ra, chuyện xảy ra là vào tuần trước ở một cái khu dân cư ở El Segundo. Cảnh sát nói là khoảng 10 giờ sáng có một bé gái đạp xe đạp ở cái khu này, thì có một cái chiếc xe như cái trong hình đó thưa quý vị chờ tới gần bé gái và hạ cửa kính xuống và quắt cái tên này đưa một cái tờ tiền 50 ra, hỏi bé gái là có muốn thêm hay không, nếu mà muốn thêm thì đi vào trong xe với hắn. Thì khi lúc đó bé gái này mới thấy là cái tên này ở dưới không có mặc quần thưa quý vị. Và hắn ngồi hắn rờ cái bộ phận sinh dục nam rồi kêu mời bé gái, thế là em này vùng bỏ chạy. Và cảnh sát nói rằng cái video cho thấy là hắn còn quần ở trong cái khu này một thời gian nữa rồi sau đó mới lái đi. Cho nên cảnh sát nói rằng quý vị có con em đặc biệt là các bé gái nên cẩn thận ở cái khu vực này trong thời gian này. Nếu mọi chuyện diễn biến tốt đẹp từ bây giờ đến tháng 2 thưa quý vị, chúng ta sẽ có một con đường xe lửa cao tốc từ miền Nam California để đi Las Vegas trong vòng 90 phút. Oh, wow. Nhưng mà đó là từ Victorville. Cho nên Thảo Yên phải đến Santa Ana, Thảo Yên lên xe lửa từ Santa Ana đưa tới Victorville. Rồi từ Victorville lên xe lửa đi Las Vegas. Bởi vì họ nói cái tuyến đường sẽ là cái tuyến đường cao tốc từ đây lên Las Vegas, nhưng mà cũng phải qua những cái trạm. Đó, và trạm chính là từ Victorville. Họ nói rằng hiện nay thì phía California đã đồng ý với cái ngân sách 3,25 tỷ Mỹ Kim rồi. Chỉ còn chờ bên phía Las Vegas phải chia một phần tư cái số tiền chi phí cho việc xây đường xe lửa cao tốc này. Và họ nói rằng bên phía Nevada đó, họ đang chờ đợi để thông qua một ngân sách trị giá 950 triệu Mỹ Kim. Đến giờ phút này thì một công ty mang tên là Virgin Trains USA
sẽ là công ty tư nhân đứng ra để xây dựng, và họ nói rằng nếu có đầy đủ tiền vào khoảng 4,8 tỷ Mỹ Kim, họ sẽ bắt đầu tiến hành cái tuyến đường từ Victorville đến Las Vegas trong vòng 3 năm tới. Và điều này có nghĩa là quý vị ở Anaheim thì đi cũng nhanh lắm. Anaheim thì nhanh hơn là ở dưới Santa Ana, bởi vì từ Santa Ana cũng phải qua những cái trạm trung chuyển. Nhưng mà ít nhất không biết được cái giá cả là bao nhiêu, nhưng mà nếu phải rẻ hơn đi máy bay. Nhưng mà đi máy bay thì nó cũng có những cái bất tiện. Nhưng mà đi Las Vegas mà họ sẽ làm cả một cái trạm để quý vị đứng, từ đó khi mà đến rồi thì quý vị sẽ có taxi đưa vào trong các casino, nó dễ dàng hơn. Thì điều đó cũng sẽ, nhưng mà nhiều người tôi nghĩ là sẽ đi, bởi vì sao? Mình đi nó dễ, mình lái xe đi thì mất khoảng gần 5 tiếng. Nhưng mà lái về đôi khi 9 tiếng đồng hồ. Bởi vì bao giờ cũng vậy, quý vị lái về ngày Chủ nhật là kẹt xe khủng khiếp luôn. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ 6 hôm nay. Chiều nay sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi câu chuyện thời sự trong tuần, bàn về kiểu xe VinFast của bên phía Việt Nam muốn bán sang Mỹ trong năm 2021. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.